Chào mừng các bạn đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong buổi đọc truyện hôm nay. Hãy nhấn đăng ký, có rất nhiều nội dung hấp dẫn thú vị tiếp theo đang chờ đợi các bạn. Và hãy chia sẻ để nhiều người cùng nghe nhé. Bây giờ mời các bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội. Để sửa sang lại thật nhanh thành phố Huế vừa chiếm được, bọn Pháp cần rất nhiều nhân lực. Nhà Lao Thừa Phổ đã cung cấp một nguồn nhân lực khá lớn cho hàng trăm công sở mọc lên ngày một nhiều trong khắp thành phố. Chỉ riêng việc phục hồi xây dựng lại nhà máy điện bị ta đánh sập hoàn toàn trong thời kỳ mặt trận Huế, mỗi ngày bọn giặc đã lấy gần 200 tù đến làm việc, gọi chung là làm cỏ vê. Nhiều công sở khác cũng lấy tù làm cỏ vê nhiều không kém. Kho đạn, kho quân nhu, nhà máy xe lửa, nhà máy hải quân, vân vân. Để đáp ứng được đòi hỏi nhân lực ngày càng tăng, quân giặc ra sức càn quét bắt bớ dân chúng khắp các làng mạc chúng chiếm đóng. Không chỉ riêng Thừa Thiên mà cả Quảng Trị, Quảng Bình, tất cả chúng đều gọi là Việt Minh, bất kể ông già con nít. Nhưng tháng đầu năm 1947, số tù bị bắt đưa về Lao Thừa Phủ đã lên tới gần 2.000. Bởi vậy nhà Lao đã biến thành một trại tập trung khổng lồ, ô hợp hỗn độn hết chỗ nói. Sáng sớm từ 6 giờ, ô tô các công sở có lính mang súng áp tải từ khắp các ngả đường trong thành phố rùng rùng chạy đến, đỗ thành dãy dài trước cổng Lao nhận tù đi làm. 4 đến 5 giờ chiều, ô tô lại chở tù về trả nhà Lao. Làm cỏ vê phần lớn hết sức nặng nhọc, anh em tù nhân phải lao động dưới những trận mưa roi và báng súng của bọn lính gác. Phần lớn bọn này là lính Âu Phi, tất cả vốn tiếng Việt của chúng chỉ gồm có mấy tiếng Việt Minh, mau lên. Những tiếng không biết chúng thay bằng roi cạp bò và báng súng. Tuy vậy tất cả đều thích đi làm cỏ vê. Tuy phải lao động nặng nhọc, bị đánh đập, nhưng suốt ngày họ được ở nơi thoáng đãng, khỏi phải ngửi mùi cứt đái, được tắm táp và may mắn hơn, còn có dịp để mà trốn tù. Một số công sở thỉnh thoảng bọn giặc cho tù bánh mì, cơm, thức ăn thừa, đóng hộp hỏng hoặc là đồ hộp hỏng. Những người tù nào may mắn rơi vào các công sở này được coi như vớ bở. Khổ nhất vẫn là những người tù già yếu, tù con nít, những người bị giam ở xà lim, ca sô. Họ không bao giờ được đi ra ngoài, ngày ngày họ phải làm công việc dọn vệ sinh cứt đái trong các ba ti măng. Bọn lính ngục, nhất là tên chúa Lao một yếu, đánh đập họ suốt lượt. Bởi vậy họ nhìn những người tù sáng sáng bước ra khỏi cánh cửa sắt lên xe đi làm cỏ vê bằng ánh mắt thèm thuồng ghen tị. Đến chiều họ chen chúc trước cửa sắt đón các toán tù đi làm về, xin nước, xin thức ăn thừa. Cũng có một số ít người cho, nhưng phần đông họ đều ngoảnh mặt làm ngơ, thu giấu những lon nước, lon đồ ăn thừa dưới vạt áo. Thằng thúi với sự tháo vát của con nhà kẻ khó, thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh. Nó kiếm được hai ống bơ, độc lỗ, buộc quai, luồn lách qua chân những người lớn, nhà ra đứng phía trước. Toán tù nào đi qua nó cũng chìa hai ống bơ ra, hỏi xin với giọng vật này thật tội nghiệp. Cho con xin hớp nước lạnh chú. Tội con lắm chú nờ. Giọng kêu xin và dáng còm nhom của thúi làm cho cả những người sắt đá cũng phải động lòng. Bởi vậy mà chiều nào nó cũng xin được đầy hai ống bơ nước, có khi cả đồ ăn, đem vào ba ti măng cho Lượm và thằng Ngạnh. Một mình nó bây giờ phải nuôi hai người ốm, không khôn ngoan tháo vát sao được. Có lần nó xin được cả một miếng thịt bò hộp bằng nắm tay. Nó xách lon đựng thịt bò chạy như bay vào ba ti măng, đặt xuống cạnh Lượm và Ngạnh, mắt sáng long lanh vì vui thích và đắc chí trước kỳ công vừa lập được. Thấy chưa, thịt bò hộp chính hiệu đó nghe. Nó moi miếng thịt bò trong lon đưa ra trước mặt hai bạn, giọng khoe khoang hứng chí. Nó bẻ cục thịt làm hai, đút cho Lượm một miếng và Ngạnh một miếng, còn nó thì mút 10 đầu ngón tay, mút khá cẩn thận. Thúi kết thân thêm một đứa bạn mới trong cái buổi chiều đầu tiên ra xếp hàng lính cơm vắt. 4 giờ rưỡi chiều, tù đi làm cỏ vê, các công sở về gần đông đủ. Một hồi kẻng gióng giả vang lên. Khắp sân Lao, hàng ngàn cái miệng tù nhại lại tiếng kẻng. Cơm, cơm! Vừa reo nhại, vừa túa ra sân Lao đằng trước, tự động xếp thành hàng năm, dọc theo bờ tường suốt từ đầu đến cuối sân. Tất cả ngồi chệt xuống đất, mắt hau háu nhìn ra cổng Lao. Hai tên lính ngục cầm hai cây gậy tre dài như hai cây sào, trèo lên ngồi vắt vẻo trên cành cây cơm nguội như hai con vượn. Hai tên này vừa có nhiệm vụ kiểm soát tù lĩnh cơm,
đề phòng những tù nhân lợi dụng lúc lộn xộn, lĩnh hai vắt hoặc là chạy vòng ra phía sau. Xếp hàng, lĩnh thêm vắt nữa. Bọn cai thầu bếp, nhà nao khiêng từ bên ngoài vào 4 chiếc băng ca chất đầy cơm vắt. Mỗi vắt cơm khoảng 2 bát cơm lưng úp lại. Một cái chảo lớn han dỉ, đựng muối mỏ, mà thoạt nhìn, thúi tưởng là phèn chua. Nó lo lắng nghĩ bụng, ăn cơm với phèn chua thì ăn răng được hè. Phần đông những người tù già yếu và bọn tù con nít xếp gần cuối hàng. Trong số này có mấy đứa trong băng lép sẹo. Tôi nhận ra về chúng, lưng mặt, cổ, đứa nào cũng vắt ngang vắt dọc những làn roi. Chúng vừa nhìn thấy thúi từ xa, đã chỉ trỏ xì xào. Hắn đó, chính hắn nữa. Không có hắn la tiếp cứu, chuyển lao, thì thằng Tê bữa ni coi như rồi đời. Tổ cha hắn, đang bảo miệng hắn nhỏ như cái khu gà, mà la to đến đứa không biết. Một thằng chửi, tay sờ lên vành tai giấm máu vì bị roi quất. Hắn làm tao chút nữa, rất mất tai. Tao sẽ xẻo tay hắn, cho bay coi. Lãnh cơm xong, tụi ta xuống lại dần nhừ xương hắn ra ngay. Nhưng tao khiếp cái miệng hắn lắm, bay nở. Những câu bàn tán ấy lọt ra tai thối, chân nó tự nhiên khựng lại. Nó muốn quay lại, co giò, chạy vô ba ti măng với lượm. Tự hắn đập mình chết mất, hắn thà chịu đói còn hơn. Nó nghĩ vậy, chưa kịp bỏ chạy, thúi bỗng nghe có tiếng gọi. Ê, thằng to miệng, xếp vô đây mi. Đây còn chỗ, một đứa chạc tuổi nó, mặt mũi lên láo, mắt tròn xe, gọi thúi, chỉ một chỗ trống đứng bên cạnh. Thúi nhìn nó ngần ngừ một chút, rồi bước tới, ngồi xuống. Hàng của hai đứa cách hàng tụi băng lép sẹo hai hàng. Anh nớ mô rồi, đang nằm trong tê. Anh nớ ghê thật, đập lép sẹo, dập cả sống mũi, đầu sưng như trái bưởi, lại gãy cái răng cấm. Giọng thằng bé trầm trồ thán phục. Đồ lép sẹo đã thấm béo chi. Thúi nói to, cốt cho tụi ngồi sau nghe tiếng. Hồi đánh nhau ở Huế, anh ấy còn lấy đá ghè vỡ tan đầu một thằng tê, to như cột đình. Chắc anh nớ có võ à? Không có võ mà đập chết được lính tây đen à? Rớ mi cũng biết ít miếng nhưng giỏi răng bằng được anh nớ. Rớ mi với anh nớ làm chi mà bị bắt? Giật bom hộ thành mi chưa nghe nói à? Rớ mi làm chi? Tao la. Tao là Lanh, liên lạc của du kích huyện Phong Điền. Tao chưa được giật bom, nhưng súng mút cơ tông thì bắn được hơn chục phát nghe. Đồ súng mút cơ tông ăn thua chi, giật bom mới khiếp. Ở với lượng ít lâu mà giọng thằng thối bán kẹo gừng đã ra vẻ là một vệ quốc đoàn kỳ cựu, sông pha trận mạc đã nhiều. Từng hàng năm người một đi lên lĩnh cơm, bát cơm tù vừa nhỏ vừa sống vừa khê. Cũng khối anh tù định giở trò sập xí sập ngầu cuộm thêm vắt nữa. Nhưng bốp bốp bốp, những cú gậy sấm sét từ trên cây cơm nguội vang tới tấp xuống đầu, xuống cổ. Làm họ phải thả vội bát cơm định cuộm xuống đống cơm. Tuy chúng kiểm soát ngắt ngao như vậy, nhưng vẫn khối anh vớ được hai vắt, đặc biệt tài tình là tụi văng lép sẹo. Chúng nhanh, liều mạng và dạn đòn không thể tưởng tượng được. Chúng làm cho hai thằng lính ngục trên cây cơm nguội phải hoa cả mắt. Chúng múa gậy quất tứ tung la hét. Tụi bay định ăn cướp hả? Định ăn cướp hả? Thằng thú nhìn cảnh tượng đó, rụt cổ lè lưỡi nói. Cam chi thêm bát cơm, bị bể đầu như chơi. May nhờ rủi chịu, sợ cóc chi. Thằng Lanh nói giọng cười cợt. Không may bể đầu chảy máu, may được thêm vắt nữa thì no. Đến lượt tao, tao cũng liều cú chơi. Bốp bốp, bò xuống, vò vắt cơm xuống ngay. Cố tổ bay. Tiếng gậy vang, tiếng hai tên lính ngục thét lác oang oang. Muốn no răng, không chịu ở nhà mà làm ăn, lại đi làm cộng sản. Thúi co rúm người như chính nó đang bị đánh. Ui chao, họ đập hơn cả đập chó. Tê tê. Mi coi anh nớ bị đập rứt tai, chảy máu đỏ cả mặt. Thúi giật giật tay thằng Lanh. Chỉ một anh tù đang lau máu trên mặt, nhưng thằng Lanh còn mải nhìn đi chỗ khác. Nó hoác miệng cười reo lên. Ơ hơ, anh tù điên, anh tù điên. Nhìn theo tay Lanh chỉ, Thúi thấy trong hàng người bước đến lĩnh cơm có một người bộ dạng ăn mặc rất kỳ cục. Tức cười, đầu anh ta đội cái mũ chằm bằng bìa cứng cuộn thành hình phễu, giống như cái mo dài ốp trên vại tương. Mũ có quai cẩn thận bằng dây thép vòng qua cằm, cái áo vét tông đũi xé bỏ cổ và hai ống tay áo, cái quần sóc còn mới nhưng rách trước rách sau như tự ý xé ra. Anh ta chạc 40 tuổi, râu ria lởm chởm, mặt mũi lem luốc như bôi nhọn nồi. Ngực anh ưỡn ra đằng trước, giơ cao hai chân, vừa bước vừa hô.
vừa bước vừa hô ác ê, bước đến lĩnh cơm như lính đi diễu binh. Nhiều người vỗ tay, hoan hô điên, hoan hô điên. Anh tổ điên hô to, các đứa bu vờ re răng tê. Ừ, anh đứng nghiêm trước mặt tên đầu bếp phát cơm, gõ hai gót chân đánh bột, đưa tay lên vành mũ các tông, chào theo lối nhà binh. Bông rua, mông nia tôm năng, mo đói cái bụng, đon đi mo, hai vắt, vắt vắt cái con cặc. Thằng phát cơm chửi và đưa cho anh ta một vắt cơm. An lê cút. Anh điên vẫn đứng nghiêm, một tay cầm vắt cơm, tay kia vỗ bụng bồm bộp. Mo đói bụng, đon nê, thêm một vắt đi ti. Bộ điệu anh làm thằng phát cơm phải phì cười. Hắn đưa cho anh thêm một vắt, bị mẹ mất một miếng, rồi co chân đá bốp vào đít anh. Phút lăng căng mẹ mày đi. Anh điên cầm vắt cơm đưa lên miệng, tưởng sắp cắn ăn, nhưng không. Anh giơ cao chân bước đi theo nhịp ác ê và dùng vắt cơm làm cái kèn thổi. Thằng thúi há hốc mồm nhìn anh điên, không chớp mắt, ngạc nhiên thích thú giống như lúc nó nhìn cây ông điếu trên miệng một điếu, nói mà không rớt. Nó bật lên cười, hơ hơ. Thằng Lanh phải giật tay nó kêu, lên lĩnh cơm đi. Hai đứa hối hả chạy lên, đuổi theo những người cùng hàng. Lanh chạy vội quá, vấp vào cái cáng băng ca, ngã chúi mặt xuống đống cơm. Thằng phát cơm quát, tổ cha mi, chạy đi mua mà, như chạy đi ăn cướp nữa hả? Lanh gượng đứng dậy, rụt đầu rụt cổ, một tay luồn vào vạt áo rộng thùng thình, ôm bụng, miệng la bai bài. Tôi lỡ, các bác đừng đập tôi mà tội. Lanh chìa bàn tay không, ôm bụng ra nhận vắt cơm, mặt nhăn nhó, mếu máo. Nhìn điệu bộ của nó, ai cũng tưởng nó đang bị cái que nhọn thọc vào giữa ruột. Thối đứng cạnh Lanh, chìa tay ra nhận vắt cơm, nhưng mắt vẫn ngó ngó theo anh tù điên. Lanh phải huých cùi tay vào sườn nó ra hiệu. Hai đứa cầm vắt cơm chạy ra một góc sân lao, cố ý tránh xa bọn băng lép sẹo đang ngồi túng tụ dưới chân tường đá dãy ca sô. Thối lo lắng hỏi bạn, cậu bùa rứa có đau không? Cậu tưởng tớ bổ thiệt à? Lanh hỏi lại, cặp mắt lé hấp háy ánh lên vẻ tinh nghịch. Nó rút bàn tay đang ôm bụng ra khỏi vạt áo, coi đây này. Té ra trong bàn tay nó là một vắt cơm nữa. Nó nhìn Thúi cười hề hề, tớ giả đò bổ đó chứ. Vừa chúi xuống đống cơm là tớ tớp luôn một vắt rúi vào trong áo, rồi giả đò như đang ôm bụng đứng lên, làm cho tụi hắn mở mắt không đập. Nó chắp chắp miệng, giọng tiếc rẻ nói thêm, cơ chỉ bàn tay tớ to bằng bàn tay người lớn thì tớ đã cầm thêm được một vắt nữa. Thúi trầm trồ, cậu tài thiệt, còn tài hơn cả mấy ông làm xiếc bán dầu củ lá ở chợ Đông Ba. Đi, ta chạy ra chỗ tê, coi anh điên đi. Điên thì có chi lạ mà coi. Anh điên nớ bị bắt vô tù đã mấy tháng đi. Chiều mua phát cơm anh cũng làm kiểu đó. Rứa cậu, chưa khi mua, thấy người điên à? Có chứ, nhưng anh điên đi, ngó tức cười ghê lắm. Sân nhà lao, lố nhố đen đặc những người là người. Tất cả một màu xám xịt, đen lam láp như một đàn cua vừa được móc dưới bùn lên. Người đi lại, người đứng, người ngồi xổm hoặc ngồi bệt xuống đất, hai cẳng chân dang rộng. Họ bày những bát cơm vừa lĩnh lên nón, lên mũ, đặt ngửa, lên giấy báo, lên những ngọn lá bàng rộng. Họ cắm cúi, mải miết, ăn một cách đói khát và thèm thuồng. Trên chóp tường bao quanh sân lao, bọn lính ngục vác súng đi đi lại lại. Trong số này có một tên lưng gồ, mặt ngắn mà to bè bè, đầy trứng cá và mụn cóc, chân đi vòng kiềng như kiểu hề xác lô. Hắn tên là Lai, dân hoàng phái, anh em tù gọi hắn là Mẹ Lai Tàn Tật. Mẹ Lai Tàn Tật đánh tù rất tàn bạo, cả nhà lao ai cũng phải sợ hắn, chỉ có anh điên là không sợ, lại còn bày trò chiêu chọc. Trong lúc mọi người ra ăn cơm, anh tù điên không ăn, hai tay cứ cầm lăm lăm hai vắt cơm, đi sóng hàng với Mẹ Lai Tàn Tật ở phía dưới chân tường. Trên chóp tường, Mẹ Lai Tàn Tật đi tới, anh ta đi tới, đi lui, anh ta theo lui. Lưng anh ta cũng làm gù gù, chân cũng đi vòng kiểng, kiểu hệt xác lô, bộ dạng giống Mẹ Lai Tàn Tật, không chê được. Trên cao, Mẹ Lai sờ mặt. Anh ta cũng sờ mặt, sờ mũi. Anh ta cũng sờ mũi. Quạo mặt, trợn mắt, anh ta cũng quạo mặt, trợn mắt. Tù ăn cơm xong, xuống lại coi anh làm trò mỗi lúc một đông. Bóng Mẹ Lai, nắng chiều đổ dài xuống sân lao. Anh tù điên cứ nhả đầu cái bóng mà dẫm chân lên, miệng hô ác ê, ác ê. Mọi người ôm bụng cười, vỗ tay dần dần. Bravo điên, bravo điên. Mẹ Lai Tàn Tật tức lộn ruột, đứng lại chửi xuống, tổ cha thằng điên. Anh tổ điên nhìn ngược lên chửi giả,
Tổ cha, tổ cha thằng điên. Mẹ Lai càng cáu, cúi xuống định nhặt cái gì đó để ném, nhưng không tìm thấy. Điền chĩa súng xuống, tên quy loát, lắc các dọa bắn. Anh tù điên nằm lăn đùng ra đất, chống hai chân lên trời đạp đạp gió về phía mặt thằng Mẹ Lai. Miệng la như người bị cắt cổ. Sô-rê-moa, sô-rê-moa. Ông một điếu ơi, Mẹ Lai tàn tật bắn tôi một cú. Tôi chết nhân răng củ kiệu rồi. Thúi xem anh điên làm trò thích thú, nó sán lại gần anh ta, cười ngặt nghẹo. Anh điên bất thần đứng bật dậy, trợn mắt méo mồm nhìn Thúi. Tiêu bộ anh ta nhìn dữ tợn như sắp chồm tới đập nó. Thúi hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng vướng phải những người đứng chen chúc phía sau. Anh điên rộng bát cơm vô túi vét tông, nhảy tới chụp lấy cánh tay của Thúi, lôi tới sát trước mặt anh. Thúi sợ đến kêu không thành tiếng. Anh điên bỗng ngoác rộng miệng cười, vẻ dữ dằn trên gương mặt lọ lem của anh vụt biến mất. Anh giả giọng tây lơ lứ hỏi to như quát. Toa, bé con Việt Min, bùm bùm, đồn hộ thành. Thúi chẳng hiểu mô tê, cứ gật gật. Anh điên móc túi áo lấy vắt cơm nguyên, rồi lật ngửa bàn tay Thúi ra, đặt vắt cơm đánh bột vào giữa lòng bàn tay. Anh trợn mắt quát. Mò đòn nê cho, Ale Phút. Lăng căng. Anh cúi xuống phát vào đít nó, rồi lại nhe răng cười không thành tiếng. Đang sợ hết hồn, mà vẻ ngộ nghĩnh bất ngờ của anh điên làm Thúi phải bật cười theo. Nó lách bộ ra ngoài tìm Lanh, nó chỉ vắt cơm anh điên cho ra trước mặt Lanh, cười tít mắt. Cậu thấy chưa, tớ nói không sai mô. Anh điên đi, lạ mà tức cười ghê lắm. Biết cả tớ bùm bùm đồn hộ thành nghe. Lanh cũng cười theo. Ở tù lắm lúc cũng vui ghê gớm. Trừ ta đem cơm vô ăn chung với anh Lượm và thằng Ngạnh hí. Rứa là bốn người được bốn vắt, cũng thảm tạ. Cơm hết rồi, chắc đuổi hắn làm nơ, cướp cơm mấy người đau nằm lại trong Patimang. Thú chố mắt nhìn Lanh hỏi. Cậu liều mạng xoáy cho được vắt cơm lại đem cho. Vệ quốc đoàn với du kích mà không cho nhau ăn cậu. Giọng Lanh vẻ trách móc. Sơn Lao thở phủ nhập nhọn tối. Từ trên tròi canh một hồi kèn chói gắt vang lên. Kèn báo giờ tù phải chui vào các nhà ngục. Tụi lính ngục đi vòng quanh chóp tường hò hét quát nạt. Vô hết, vô hết. 5 phút nữa thằng Mô còn nớ sớ ra ngoài. Ăn đạn chớ trách. Một toán lính ngục khác cầm gậy, roi cạc bò, dùi cui. Từ bên ngoài, dầm dập chạy vào, xua tù vào các ba ti măng. Khi tù đã vô hết, chúng đóng sập các cánh cửa, niềng sắt khóa lại. Cả hai ba ti măng nghẹt cứng tù nhân, tối thu như trong hang. Tiếng la hét, cãi lộn, chửi bới, tranh giành nhau chỗ nằm rào rào, nổi lên tứ phía. Ồn ào hỗn độn, hết chỗ nói. Khoảng nửa giờ sau, tiếng huyên náo ồn ào dần dần lắng xuống. Mọi người đã nằm yên tại chỗ của mình. Lác đác có tiếng ngáy, có tiếng nói mê. Tù nhân nằm trần trên nền xi măng, ép sát vào nhau, như cá ở trong hộp. Họ nằm kín cả đường đi ở giữa, không còn hở một chỗ để chen chân. Không khí mỗi lúc một thêm oi bức ngột ngạt. Mấy cái hố tiêu ngập ngụa cứt đái lúc này bốc hơi càng dữ, mùi hôi thối không chỗ thoát đặc quánh lại, từng có thể lấy tay mà gốc được. Thúi chi mà thúi lắm ri trời, cần chi phải bắn phải chém. Đêm mô họ cũng cho người cứt ri, cũng đủ thối phổi mà chết. Tụi hắn ác đến nước ni mà trời Phật mô không hiện ra vật chết cho bà con nhờ. Trời Phật mô mà vật được tụi hắn, tụi hắn thì có phải là VQD mang bom vô vật như là ở đồn hộ thành mới xong. Tiếng kêu la, nguyền rủa, ca thán, phẫn uất chốc chốc lại nổi lên, xé tỏa mùi hôi, đặc quánh và bóng tối. Khốn khổ nhất ba ti măng trong đêm là mấy người già yếu và tụi con nít. Sức yếu, họ bị những người khỏe lấn ép, dồn đẩy, mỗi lúc một gần sát bậc thềm cầu tiêu. Gần như họ phải nằm trên cứt, nước đái, rẻ rách và giấy lau đít. Lượm nằm cách thềm hố xí có mấy bước chân, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm nó muốn ngạt thở. Nhưng nó chẳng buồn nhúc nhích cựa quậy, khắp người nó chỗ nào cũng đau, như có ai lấy sống dao mà dần. Những cú đấm đạp, đá của lép sẹo và tụi băng của hắn đến lúc này mới ngấm đến tận xương. Trước đây cái răng của Lượm bị rứt mất một nửa nên cả đội mới đặt cho biệt hiệu Lượm Sứt. Bây giờ cái răng sứt và cái răng lành bên cạnh cũng gãy nốt, trở thành cái lỗ hổng chỗ cửa cho voi vô ỉa, in hệt như mấy bạn sún răng mà ngày còn đi học Lượm hay trêu chọc làm chúng phải nổi cáu. Hai môi Lượm bị dập, giờ càng sưng vèo. Lúc chiều Thúi và Lanh đưa cơm vào, nó chỉ ăn được mấy miếng. Nhai cơm, hai hàm răng và cặp môi nó đau buốt
như nhai mảnh chai. Nó bật rên lên đau đớn và nằm vật xuống nền xi măng. Sau đó nó thiếp đi, không còn hay biết gì nữa. Khoảng nửa đêm nó chợt bừng tỉnh dậy. Nó muốn cựa trở mình nhưng không sao cựa nổi. Rồi có tiếng thì thào sát bên tai Lượng. Hôi thối lắm à anh? Ngạnh đó à? Phàng mi không ngủ, thức làm chi? Đầu tôi nhức quá không ngủ được. Hay anh lấy cái áo tôi đắp lên mũi cho đỡ thối? Cũng chẳng hơn chi. Kệ, cứ để cho hắn thối. Đã nếm mùi tù, thằng Tây thì cứ nếm cho hết đi. Tụi hắn còn món chi? Gớm hơn cái món cứt với nước đái đi thì cứ đem hết ra đây. Tao mù có ngán. Hai mắt Lượng mở thao láo, trừng trừng nhìn bóng tối ngột ngạt. Một nỗi hối tiếc ghê gớm từ góc xó nào đó trong trí nhớ lại trồm ra, dày vò Lượng. Cái bữa đó mình không ngu, biết đánh lừa tụi chó béc dê. Thì trừ đang nằm với cả đội ở trên khu rồi, chứ mô phải chịu gãy răng, dập mặt, nằm người cứt ở đây. Làm lính trinh sát mà ngu độn như mình thì phải chịu như ri cũng đáng đời lắm. Nó thở dài cay đắng, uất ức. Chỉ thương chỉ huy trưởng thôi, nó miên man suy nghĩ. Chắc lúc ni ông cũng đang phải nằm trần trụi trên nền ca sô hôi hám như mình ở đây. Khát hớp nước đến cháy cổ cũng chẳng biết nhờ ai lấy cho. Mình ở đây còn sướng hơn ông. Cần chi đã có thằng Thúi, thằng Ngạnh, trừ lại thêm thằng Lanh nữa, xúm lại giúp đỡ. Lượm sờ ba đứa bạn đang nằm ép sát bên mình, tự nhiên nó thấy lòng ấm lại. Cực khổ đến đâu mà có bạn thì cũng không đến nỗi. Vẫn còn chịu được, còn đứng vững được. Anh ơi, sáng mai em mà bớt đau, nhúc nhích được, răng em cũng tìm được cách liên lạc với anh, tiếp tế nước cho anh. Làm răng mà anh lại để cho tụi hắn bắt được. Vậy to đầu, Mi là đứa khôn ngoan tài giỏi nhất đội. Mi đi làm liên lạc bảo vệ chỉ huy trưởng, mà Mi lại chịu để ông bị bắt. Hay là lúc đó ông đi một mình, không có Mi. Ông đã ăn mặc cải trang như rứa mà vẫn bị bắt. Chắc phải có đứa biết mặt ông chỉ điểm cho Tây, đứa Mô chỉ điểm, hay chính tại thằng Thành, thằng Nguyễn Trì. Việc Ni nhất định mình phải dò tìm cho ra, rồi tìm cách nhắn lên chiến khu. Nhưng chưa chừng mình chưa kịp làm chi thì đã chết vì tay thằng Lép Sẹo và tụi đàn em của hắn. Lượng nghĩ vậy vì sực nhớ lúc chiều ngồi ăn cơm, thằng Lanh kể với thằng Thúi và thằng Ngạnh. Trưa nay vừa ngồi dậy được là Lép Sẹo lôi ngay con dao găm dắt trong lưng quần, đem ra mài vào thành bể giữa sân. Vừa mài dao, hắn vừa nghiến răng kèn kẹt, nói với tụi đàn em bâu quanh. Ta phải thọc đút con dao ni vô giữa ngực hắn. Còn hắn thì không còn tao, còn tao thì không còn hắn. Theo thằng Lanh thì Lép Sẹo không phải như đứa khác, nói vách lác, nói dọa. Hắn đã nói là hắn làm, chết hắn cũng làm. Cách đây chưa đầy một tháng, hắn và tụi đàn em vào lúc nửa đêm đã trùm bao bố lên người một anh tù lớn như Tây Lê Dương, rồi hè nhau lấy gạch đá đập vỡ đầu anh, chỉ vì anh này đã bợp hắn một cái tát tai. Tụi lính ngục phải bỏ anh này lên băng ca khi vô nhà thương. Nghe đâu anh ta nằm nhà thương được 3 ngày thì chết. Nghĩ tới đó, Lượm thấy ruột gan bồn chồn xao xuyến và ớn lạnh dọc xương sống. Từ hôm bị bắt đến nay, Lượm đã trải qua nhiều phút căng thẳng, hiểm nguy, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy lo lắng, sợ hãi như lúc này. Nó hình dung trong cảnh tối thui như lúc này. Mình đang ngủ say, một cái bao bố bỗng trùm lên mặt. Mình chưa kịp cự quậy thì một lưỡi dao đã thọc vô giữa ruột. Mình chết mà không kịp kêu lấy một tiếng. Tự nhiên Lượm ứa nước mắt. Một con giòi từ trên trần nhà rơi xuống mặt nó. Trước viễn cảnh ghê rợn của cái chết, con giòi không còn làm cho nó ghê tởm nữa. Mình chết chôn xuống đất thì giòi bọ còn lúc nhúc đầy mình. Nó chua xót nghĩ vậy và đưa tay bắt con giòi ném đi. Nó bỗng chạm tay vào một đứa ngồi ngay cạnh sát đầu mình. Tim nó muốn ngừng đập, run rẩy hỏi. Ai đó? Tôi đây, Ngạnh đây. Thằng Mi không ngủ mà còn ngồi đó làm chi? Tôi ngồi canh tụi hắn cho anh. Ngạnh thì thầm trả lời. Tụi hắn mà mò qua đây chụp bao tải lên anh là tôi lay thằng Thối dậy để hắn la tiếp cứu. Thức hết cả lao dậy, tụi hắn phải sợ không dám đâm. Anh qua đây này. Ngạnh mò tìm bàn tay Lượm, gại gại vào lòng bàn tay Lượm cái đầu đanh 20 phân nhọn hoắt. Hắn mà đụng vô người anh là tôi đâm liền. Mình trừ có 4 anh em, sợ chi tụi hắn. Ừ hè, Lượm lúc này mới sực nghĩ ra, đúng là mình trừ đã có 4 người bằng quân số của một tổ chiến đấu của đội ngày còn ở mặt trận Huế. Chính ý nghĩ này đã làm cho Lượm bình tâm trở lại, nỗi sợ hãi tiêu tan dần. Nó đưa bàn tay tìm nắm lấy bàn tay thằng Ngạnh. Trời ơi,
Bàn tay nó giống hệt bàn tay vị xưa, bàn tay con nít mà đã có chai có cạnh. Lượm nói, giọng cảm kích. Cậu khôn thiệt, đúng là chính hiệu liên lạc của du kích. Chết thì thôi, chứ không chịu khai chỗ chôn súng. Cậu đã nghĩ ra cái điều mà tớ ngu quá. Chẳng nghĩ ra, trừ mình có bốn anh em, mà toàn du kích với vệ quốc đoàn. Đệ mô, ta lại sợ mấy thằng ăn trộm ăn cắp. Khanh là một trong những người đầu tiên mà bọn Pháp đưa về giam ở Lao Thừa Phủ sau ngày thành phố bị giặc chiếm. Do đó nó thông thạo đủ mọi chuyện xảy ra trong Lao. Nhờ nó mà Lượm biết trong hai dãy ca sô đối diện với Ba Ti Măng Hai, bọn giặc giam những người tù đặc biệt. Đêm đêm chúng thường đưa xe đến chở một số người bị giam ở đây mang đi và không bao giờ thấy mang về trả. Chắc là chúng đưa đi thủ tiêu. Có lần chiều hôm trước ca sô nào cũng có người, sáng hôm sau tất cả đều trống không. Rất nhiều lần chúng vào gọi tên một số người ở hai Ba Ti Măng, bắt ra tập hợp trước sân. Những người này hí hửng tưởng sắp được thả ra, không ngờ chúng xích tay rồi tống luôn vào ca sô âm phủ. Hiện nay trong dãy ca sô âm phủ chúng có giam một người mà cả nhà Lao anh cũng biết tên. Đó là cụ Võ Nguyên Than, thân sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghe đầu chúng bắt được cụ ở Quảng Bình, đem về giam ở Ba Ti Măng 1. Một hôm tên tránh sở mật thám phòng nhì nói với cụ, ông già không tốt, ông già có người con cứng đầu dám chống lại quân đội Pháp hùng mạnh. Ông già sinh con mà không biết dạy con. Cụ Than cười ngạo, vuốt râu, trả lời, tôi đẻ ra con, chưa kịp dạy thì nó đã bỏ nhà đi làm cách mệnh. Chứ tôi dạy thì con ở mô đây mà dạy. Vậy tôi nhờ quân đội Pháp hùng mạnh đi bắt giúp con tôi về đây, để tôi dạy thử, coi con tôi có chịu nghe không. Thằng chánh mật tám tức quá, tát cụ gãy hai cái răng, rồi ra lệnh tống cụ vào ca sô âm phủ. Hơn 30 tù con nít trong Lao, Lanh đều biết tên, quen mặt, và biết rõ từng đứa tại sao nó bị bắt, và bị bắt trong trường hợp nào. Riêng băng của Lép Sẹo trước kia có 14 đứa. Tháng trước chết mất hai đứa, chỉ còn lại 12. Cả hai đều chết vì bệnh ỉa chạy. Không biết tụi hắn ăn phải cái chi, đi ỉa suốt hai ngày đêm rồi chết. Tụi băng Lép Sẹo toàn đứa không cha không mạ, chuyên nghề ăn cắp móc túi ở khắp các chợ trong thành phố. Có đứa đi ăn cắp móc túi từ lúc mới 6-7 tuổi. Riêng thằng Lép Sẹo, người ta đồn mới đẻ ra, hắn đã biết ăn cắp. Họ kể, mà hắn vừa đẻ, hắn khóc oe oe, mà mụ bồng tắm cho hắn, tắm xong. Bà mụ đã thấy cái nhẫn vàng đeo ở ngón tay biến mất. Bà ta tưởng cái nhẫn tuột ra, rơi chìm trong chậu tắm. Nhưng khi đổ hết nước vẫn không thấy cái nhẫn, bà ta tiếc điên người. Lúc đó bà ta mới chú ý một bàn tay của thằng con nít bà vừa tắm, nắm chặt gư gư. Bà ta vạch bàn tay hắn ra thì đã thấy cái nhẫn vàng nằm giữa lòng bàn tay. Trong băng Lấp Sẹo có mấy thằng, người nhỏ quắt queo nhưng hung dữ, gan liều gớm ghiếc lắm. Đến cả Lép Sẹo cũng phải gờm. Hồi mới vô Lao, trong một trận đập lộn, một thằng đã cắn đứt tai một thằng khác. Trong số 30 tù con nít, có khoảng 20 đứa là liên lạc ủy ban kháng chiến xã, huyện của du kích bộ đội địa phương. Có mấy đứa bị bắt chỉ vì dại. Chúng đi chơi, thấy có giấy chi ai vứt ở giữa đường, Lượm về định vất diều. Té ra giấy đó là truyền đơn của Việt Minh, bất ngờ gặp phải tụi BVQ đi dọn. Đứa là hắn tóm cổ luôn, tống vô Lao. Chỉ tại mù chữ cả thôi, thằng Lanh buồn rầu kết luận. Tôi mà gặp giấy đó, chắc tôi cũng Lượm. Hồi cách mạng mới lên, tôi có đi học bình dân, đã hơi biết đọc. Nhưng rồi Huế đánh nhau, tôi mắc việc chạy liên lạc cho du kích, bỏ mất mấy buổi học, đứa là quên chợt. Họ tôi nói, tại tôi ham ăn nhiều cơm cháy, nên thành tối bụng tối dạ, học mô quên lấy. Chứ lúc còn nhỏ thì cũng sáng láng lắm. Lượm an ủi nó, chuyện chi trong tù mi cũng biết, kể lại đầu đuôi, vanh vách là mi thông minh lắm, tối bụng răng được. Mấy bữa nữa tao bớt đau, tao sẽ dạy cho mi và thằng thúi học. Ngạnh Điền nói chen vào, anh dạy giúp cả tôi nữa hi. Ừ, còn đứa mô chưa biết chữ, tụi bay rủ hết cả lại, tao dạy cho một thể. Tao chỉ dạy cho tụi bay một tháng là truyền đơn Việt Minh đọc lầu lầu. Thằng Lanh còn kể, tụi băng Lép Sẹo cậy đông, cậy đại ca Lép Sẹo võ nghệ cao cường, tha hồ mà ăn hiếp những đứa khác. Đứa mô mới vô tù cũng bị tụi hắn súng lại đập một trận ra oai. Tôi cũng bị hắn túm đập, đập rất tàn bạo, còn hơn cả trận đòn một yếu. Không chết là may, đập cho thất kinh, rồi tụi hắn bắt phải làm đầy tớ cho tụi hắn.
đêm ngủ mình phải ngồi đấm lưng, gãi ghẻ cho tụi hắn ngủ. Lĩnh được vắt cơm, cũng phải bẻ bớt cho tụi hắn một phần vắt. Đứa mua không đưa, hoặc là đưa ít, tụi hắn xúm lại, cho mũi ăn trầu ngay. Tụi lính ngục, bắt tụi con nít phải dọn cứt đái, cầu tiêu cả hai ba ti măng. Vài ngày một lần, phải lấy lon, múc cứt đái đổ vô cái thùng to, xách ra cái hố ở góc sân lao tê mà đổ. Không có lon thì phải lấy tay mà bụm cứt. Tụi lép sẹo, không đứa mô chịu dọn. Bắt tụi tôi phải dọn thay. Đã không dọn, tụi hắn còn đứng ngoài bịt mũi, trêu chọc bợp tai, đá đít, giả bộ lính Tây trừ tù, đi làm cỏ vê. Việt Min, mau lên! Việt Min, mau lên! Áo quần chân tay tụi tôi, đứa mô cũng thối hoắng, mùi cứt. Mình không lanh tay, đối phó trước, để tụi hắn kịp xông vô mình, sẽ mất mạng như chơi. Những chuyện thằng lanh kẻ về băng lép sẹo, làm lượng bật lên ý nghĩ đó. Ý nghĩ nung nấu đầu óc nó, giúp nó lấn lướt được cơn đau như bị sống dao dần khắp người. Sáng hôm sau, nó gắng hết sức để đứng lên. Mặc dầu đầu óc còn choáng váng, tay chân còn run rẩy, vừa đứng lên chưa được một phút, nó đã muốn nằm dài ngay xuống nền xi măng. Toàn thân nó đau nhức không sao chịu nổi. Nó cố sức chống chọi với sự yếu đuối, đớn hèn của bản thân. Nó cắn răng để khỏi bật lên tiếng rên. Giận dữ, tự mắng nhiếc mình. Mi là đồ tồi, đứa mà cũng mang danh vệ quốc đoàn. Thằng kẻ cắp bị đòn còn nặng hơn mi, đứa mà hắn đã vùng ngay dậy mài dao quyết trả thù. Còn mi là vệ quốc đoàn, thì nằm dài ra đó mà than vãn, kêu đau, rồi chịu xuôi hai tay, chờ tụi hắn tới, thọc dao, vô giữa ruột. Thấy Lượm đứng, dựa lưng vào tường, mặt quạo cọ, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm, thối phát hoảng. Nó tưởng Lượm đau quá, hóa rồ, nó níu tay Lượm năn nỉ. Anh nằm xuống mà nghỉ, đứng làm chi rứa, cho đau thêm. Anh có khát không? Tôi đi kiếm nước cho anh uống đi. Vẻ hốt hoảng lo lắng của Thúy làm Lượm cảm động. Nó nhìn Thúy, nước mắt rưng rưng. Một thằng lão hoắc tự nhiên mắc kẹt vô đời mình, rồi bỗng trở nên thân thiết với mình hơn cả anh em ruột thịt. Rồi chỉ với vũ khí là cái miệng la thiệt to mà cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không đi vệ quốc đoàn, không tham gia kháng chiến, làm chi gặp được những chuyện lạ đời như rứa. Ý nghĩ đó làm Lượm đang muốn khóc mà tự nhiên bật cười. Lượm vịn vai Thúy nhúc nhích đi lại trong ba ti măng. Nó nói nhỏ với Thúy, tụi băng thằng lép sẹo đang hầm hầm mài dao, mình giết hai anh em mình. Mình ngu chi nằm dài ra đó để chờ tụi hắn xông vô mà giết. Anh em mình bị giết chết ở đây, tụi Tây hắn càng mừng, đứa là bớt đi hai thằng Việt Minh. Thúy hoảng sợ thì thầm hỏi lại, đứa trừ anh em mình mà răng. Mỹ không lo, tao đã có cách, giết được anh em mình mô có dễ. Chứ hôm đó, Lượm tập đi lại một lúc, sau khi đã đi được, không phải vịn vai Thúi nữa. Nó nhờ Ngạnh và Lanh dẫn đi gặp những đứa mà nó biết chắc đã bị bắt vì tội làm liên lạc cho ủy ban du kích. Tất cả có 7 đứa, cũng chạc tuổi Lượm và Thúi. Đứa nào áo quần cũng rách rứa như tổ địa, nước da xanh bùng xanh beo, ghẻ lở đầy người, cháy giận như sung. Khi nhắc đến băng lép sẹo, đáy mắt đứa nào cũng lóe lên ánh hận thù. Sau cái hôm lép sẹo bị cay anh đánh đồn hộ thành, chúng gọi Lượm như vậy, đập cho một trận ngắc ngư, đứa nào trong bụng cũng thấy như mình được trả thù. Chúng liếc nhìn bản mặt du côn bầm tím méo mó của lép sẹo với ánh mắt hả hê. Ánh mắt của chúng như muốn nói, mi tưởng mi ăn hiếp tụi tao được mãi à? Chứ đã có vệ quốc đoàn binh tụi tao nghe. Chúng còn cầu ước Lượm đập lép sẹo thêm vài trận nữa, đập chết thì càng tốt, để từ đây chúng đỡ khổ vì hắn. Bởi vậy khi nghe Lượm rủ chúng đi vào ba ti măng bàn chuyện hệ trọng, chúng hớn hở đi theo ngay. Lượm ngồi dựa lưng vô tường, các bạn ngồi vây tròn xung quanh. Một vài đứa trong băng lép sẹo thập thò ngoài cửa tò mò xét nét nhìn vào. Lượm trừng mắt bọng môi nhìn lại chúng. Chúng chột dạ táo lùi ra sân. Lượm hỏi tên, tuổi và trường hợp bị bắt của mỗi đứa. Nghe xong, Lượm nói giọng chê trách, các cậu đều là liên lạc của ủy ban của du kích bộ đội địa phương, đứa mà chịu để cho tụi ba xe móc túi đánh đập bợp tai đá đít, sai khiến chi cũng phải chịu. Mình thấy lạ quá, có đời thủa mô một thằng liên lạc của du kích lại ngồi đâm bóp gãi ghẻ cho một thằng ăn cắp ở chợ Đông Va. Nhưng tại tụi hắn tung, một đứa cãi lại, cả các anh tù lớn còn phải sợ tụi hắn. Tụi hắn gan và liều mạng gớm, một đứa khác nói chen vào. Tụi hắn đông, còn các cậu thì ít à? Lượm hỏi lại giọng gay gắt, chỉ ngồi ở đây thôi cũng đã có tới 11 đứa, còn tụi hắn 12 đứa, thua kém chi nhau? Tụi hắn gan, các cậu không gan à?
mà tụi hắn chỉ có gan móc túi, gan ăn cắp. Còn anh em mình gan toàn gan đánh Tây. Hỏi ai gan hơn? Nhưng tụi hắn kết bè với nhau. Tụi hắn kết bè, tại răng anh em mình lại không kết bè. Anh em mình chịu ngu thua tụi hắn à? Mà theo ý của mình, ta không thèm kết bè theo kiểu tụi du côn trộm cắp. Tụi ta sẽ thành lập một đội, y như đội du kích nữa. Các cậu có đồng ý không? Đồng ý, anh nói đúng đó. Ta thành lập một đội, rồi choảng nhau với băng của hắn. Chết thì thôi. Một đứa là liên lạc của Ủy ban Hành chính kháng chiến xã Phong Lai, đứng phát dậy, giọng hùng hổ nói. Tất cả đều hào hức hưởng ứng. Đúng đó, lập ngay đi. Lập xong ta kéo ra, đập tụi hắn luôn. Gớm, làm chi mà hăng máu vịt? Lượm bật cười nói. Theo ý mình, mục đích của đội ta không phải chỉ để đập lộn. Nếu tụi hắn gây sự thì ta đập. Nhưng nếu tụi hắn biết sợ rút lui trước thì thôi. Ta đập nhau, tụi hắn sứt đầu chảy máu, thì anh em mình cũng hộc máu mũi máu mồm. Như vừa rồi, mình với thằng lép sẹo đó. Không đập lộn nhau với tụi hắn thì ta lập đội làm chi? Thiếu chi việc, Lượm nói. Theo ý mình thì như ri. Từ giờ trở đi, 11 anh em mình sẽ ở chung lại một chỗ, như một tiểu đội du kích, tập trung. Ăn cùng ăn chung, làm chi cũng cùng làm chung. Cần đập lộn ta cùng đập. Sẽ không một cậu mô phải chịu làm đầy tớ cho tụi hắn và cho bất cứ ai. Lĩnh cơm không phải bẻ ra, cúng cho hắn. Việc dọn cứt cầu tiêu, phần của tụi hắn phải tự làm đấy. Phần tụi mình, tụi mình làm. Nếu tụi hắn dở trò, đập một anh em mô trong đội, cả đội sẽ vô đập lại. Ngoài ra anh em mình phải tìm cách giúp đỡ cho các anh bị giam trong dãy ca sô âm phổ. Các anh trong nớ toàn Việt Minh hạng nặng cả. Họ là cấp chỉ huy của anh em mình cả đó nghe. Lính không giúp đỡ cấp chỉ huy còn giúp đỡ ai? Ông Phùng Đông, chỉ huy trưởng mặt trận khu C, hiện cũng đang ở trong đó. Ông đang nằm khát cháy cổ, không biết nhờ ai lấy cho hớp nước. Cả cụ Võ Nguyên Than, người đã sinh ra đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng bị tụi hắn hành hạ bỏ đói, bỏ khát. Các cậu nghĩ coi, có đứt ruột không? Nghe Lượm nói đến đó, nhiều đứa tự nhiên rơm rớm nước mắt. Ngạnh gục đầu vào vai Lượm khóc lặng lẽ. Lượm cũng khóc. Nó đưa nắm tay quệt nước mắt nói tiếp. Việc trước nhất của anh em mình là hàng ngày ta chịu khó kiếm nước trong, truyền vô ca sô, tiếp tế cho các anh, các cụ. Làm được như rứa thì tốt quá, anh Lượm hè. Thúi bật lên nói. Nhất định anh em mình sẽ làm được. Các cậu có đồng ý như rứa không? Đồng ý, đồng ý. Tất cả cùng nhau lên tán đồng. Lanh nói, giọng hối hận buồn rầu. Việc như rứa mà anh em tôi bấy lâu chẳng nghĩ ra. Tệ thiệt. Rồi nó nhấp nhổm chỉ trực đứng lên, xách ống bơ đi kiếm nước trong để tiếp tế cho các anh trong ca sô âm phủ. Khi mô thì đội mình ngủ tập trung. Một đứa liên lạc của bộ đội địa phương huyện Hương Trà hỏi Lượm. Ngay tối nay. Nhưng lấy chỗ mô mà ngủ cho cả đội. Một thực tế nan dài và gai gắt đã đặt ra cho Lượng, làm nó ngồi lặng đi một lúc sững sờ bối rối. Các bạn đang ngồi ở đây, từ trước đến nay ngủ tản mát mỗi đứa một nơi. Ở cả hai ba ti măng, đêm qua lần đầu tiên Lượng, Ngạnh, Thúi, Lanh ngủ cùng với nhau ở một chỗ. Chỗ ngủ quá chặt, bị người lớn chen lấn phải dồn sát đến gần cầu tiêu. Nếu nằm sát hơn nữa thì phải nằm lên cứt và lướt đái từ trên cầu tiêu tràn xuống. Bây giờ thêm 7 đứa nữa thì lấy đâu ra chỗ. Nhưng nếu cứ ngủ tản mát mỗi đứa một nơi như cũ, thì cả đội mới thành lập ra này sẽ rã ra như một vát cơm ngâm nước, mỗi hạt tự nhiên rời khỏi vát cơm. Lanh nói cho Lượm biết tụi băng lép sẹo cũng ngủ chung thành một dãy dài ở Ba Tim Mang 2. Chỗ mà Ngạnh sợ hãi không dám nằm ở đằng kia là lép sẹo chiếm thêm để thỉnh thoảng hắn chơi với một người tù lớn tuổi, vốn trước đây là một tên du côn, kết thân với hắn. Cuộc đời chiến sĩ vệ quốc đoàn tuy còn rất ngắn ngủi, nhưng cũng đã dạy cho Lượm một điều quan trọng. Điều kiện trước tiên để làm nên sức mạnh của một đơn vị chiến đấu là phải cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt. Thằng đầu trộm đuôi cướp cũng khôn ngoan như vậy. Lượm cay đắng nghĩ bụng, không phải vô cớ mà lép sẹo cho cả băng hắn ngủ tập trung thành một dãy. Lượm chán ngán đưa mắt nhìn khoảng còn lại trong ba tim măng, lầy nhầy những cứt đái và giòi từ trên trần nhà rơi xuống lộp bộp như rác gạo. Những con giòi lông lá ngo ngoe đang bò thành đàn thành lũ, muốn củ được phải quét dọn sạch sẽ nền xi măng, nhưng vô ích. Chỉ sau một đêm là nước phân ngập ngụa trên cầu tiêu sẽ tràn xuống tận chỗ nằm. Lượm đi lại chỗ mấy ông cụ nằm ở góc cạnh cửa ra vào hỏi chuyện. Các cụ cho biết
ngày các cụ mới vào ở tù, cả hai hố tiêu đều không tắc. Nhưng tù ngày càng đông, càng hỗn tạp, người ta nhét giấy rẻ lau. Cả đất đá nữa xuống lỗ, tích tụ lâu ngày hóa tắc. Có cách chi thông cho hết tắc không cụ? Thấy nhấp nhúa hôi hám quá nên cũng đã có nhiều người tìm cách thông. Họ lấy gậy chọc, uốn dây thép móc nhưng không ăn thua. Càng thông, càng móc lại càng tắc hơn. Ông cụ bị bắt vì có con trai là vệ quốc đoàn, nhìn về phía hai cái cầu tiêu nói: chứ có người mô dám cả gan thọc tay xuống lỗ moi hết những thứ mắc kẹt ra thì may ra có thể thông được. Bọn trẻ xúm lại quanh ông cụ, trợn tròn mắt nhao nhao hỏi: thọc tay vô giữa cái vụng cứt đáy lều bều đó à cụ? Phải đó các cháu, nhưng gớm ghiếc như rứa, ai dám? Nếu thông được thì tụi cháu cũng không ngán cụ ạ. Chỉ lo không thông được thôi. Tây mật thám an ninh tụi cháu không ngán, ngán chi đồ cứt đái. Trong cơn cáo giận, Lượm bật lên nói như vậy. Nhưng nói xong nó bất giác rùng mình. Sự dơ bẩn đến mức kia gây cho Lượm cái cảm giác kinh khiếp còn hơn cả những trận đòn tra tấn của tụi an ninh. Nghe nói vậy các bạn đều trố mắt nhìn Lượm. Chắc là anh nói chạm chơi rứa, chứ đời mô anh dám móc. Những cặp mắt của các bạn như nói với Lượm như vậy. Chính cái vẻ nhìn đó đã làm cho Lượm nổi xung, muốn liều mạng. Em vụt cởi phăng áo, nói với Ngạnh và Thúi giọng như quát: hai đứa bay chạy ra cái chỗ hố phân, xách cái thùng hốt cứt ra vô đây cho tao. Để tôi lấy cho, tôi biết chỗ. Lanh miệng nói, chân chạy ra khỏi ba tim măng. Thúi nhìn Lượm run rẩy hỏi: anh móc thiệt à? Nghe Thúi hỏi, Lượm càng nổi xung: tao đã nói từ giờ trở đi mi đừng hỏi tao câu đó. Lúc nào cũng thiệt à, tao đã nói láo với mi khi mô. Và ngay lúc đó, Lượm vụt hiểu rằng bây giờ mình không còn thụ lùi được nữa. Nó đã qua sông và chặt cầu sau lưng. Nếu nó thụt lùi, cái đội hình mới thành lập này sẽ lập tức tan rã, vì các bạn không ai tin mình nữa. Và tụi băng lép sẹo sẽ xông vô ăn thịt mình. Thằng Lanh chạy vào, tay xách cái thùng sắt gì chuyên dùng để hốt phân. Nó lót miếng giấy ở chỗ tay xách, mặt ngoảnh sang một phía khác như lúc người ta xách một con chó chết hay là con mèo chết đã có giỏi. Lượm lẳng lặng cầm lấy quai thùng, lém miếng giấy lót quai vào thùng rồi bước thẳng tới dãy cầu tiêu. Với vẻ bất cần của người quyết liều mạng, nó lội luôn vào vũng phân lõng bõng, nổi lều bèo những giấy, những rẻ rách và từng đám giỏi ngo ngoe, ngọ nguậy trèo lên những vật nổi lều bèo đó thành từng núi như núi rác. Chúng lập tức bám vào hai ống chân Lượm và ngo ngoe ngọ nguậy trèo ngược lên phía đùi. Vẻ mặt Lượm lúc này là vẻ mặt của người sắp nôn ọe. Đứng từ xa nhìn lại, các bạn đều nghĩ rằng Lượm sẽ nhào trở ra. Lượm đặt cái tùng xuống bên cậu rồi cúi xuống thọc tay vào vụn phân. Bọn trẻ rùng mình, tưởng chừng như Lượm đang thọc vào bếp than đỏ. Nhiều đứa bật kêu lên úi. Lượm móc lên một nồi rẻ và giấy đầy nhảy phân, ném vào thùng. Nó móc tiếp, lôi lên từng nồi lớn nhỏ, nào giấy, nào rẻ, nào lá, nào cỏ và cả gạch vụn, đá vụn. Cánh tay Lượm mỗi lúc một thọc sâu xuống hơn, đến khuỷu tay, đến bắp tay, rồi đến tận nách. Mỗi lúc Lượm càng phải cúi gập người, mặt gần sát vào vụn phân. Lúc này Lượm phải dướn cao cổ hết mức để phân và giỏi khỏi chạm vào cằm. Nó đã móc lên gần nửa thùng những thứ mắc kẹt dưới lỗ cầu tiêu. Mùi thối xông lên nồng nặc, cả ba tim măng đứng từ xa mà các cụ và bọn trẻ con đều phải đưa tay bịt mũi. Cái tin chú vệ quốc đoàn đánh đồn hộ thành đang dùng tay móc thông hố cầu tiêu chỉ một thoáng đã lan khắp sân tù, sang cả ba tim măng hai. Và các dãy xả lim, ca sô, những người tù đau ốm, các cụ già, tại tù con nít, tò mò, hiếu kỳ, kéo vào đứng chen chúc trước cửa. Ngoài hành lang nhìn vào, họ thấy Lượm cởi trần, tấm lưng gầy trơ xương, đan dọc đan ngang những vết sẹo lằn roi, đang cúi gập người trên vũng phân, giỏi. Một cánh tay trống, phân ngập đến khuỷu tay, cánh tay kia thọc sâu xuống hố cầu tiêu, phân lút đến nách, mặt và cằm, gần chạm vào những tảng phân lều bèo. Rồi lúc nhúc ngo ngoe, bò lên lưng, lên cổ, lên đầu. Đứng từ xa mà nhìn cảnh tượng đó, nhiều người cũng phải sờn gáy ốc và cảm thấy buồn nôn. Trong số này có một ông giáo trước kia dạy văn và triết ở trường quốc học. Ông bị bắt vì bọn mật thám lục soát tủ sách của ông có những tác phẩm của các Marx và Engels. Hình ảnh người chiến sĩ thiếu niên trần lưng gặp người trong vũng phân và giỏi bọ để thông cầu tiêu bị tắc, làm ông liên tưởng tới một trong 12 chiến công của dũng sĩ thần thoại Hercules.
Hedwig đã dọn sạch vân giác các chuồng ngựa 30.000 con của vua Age tích tụ trong suốt 3 năm. Và trong khoảnh khắc ông đã lĩnh hội một cách sâu xa hơn bao giờ hết ý nghĩa của biểu tượng hùng vĩ này. Ông lẩm bẩm, dọn sạch những nhơ nhớp đầu độc cuộc sống đồng loại là một trong những chiến công lớn lao nhất của con người. Mỗi lần lượm rút cánh tay lên, đôi theo một nồi rác cuộn lẫn với phân và giỏi, ném bột vào cái thùng sắt gì, nét mặt nó hằm hằm dữ tợn, giống hệt vẻ mặt lúc nó cưỡi lên bụng của lép sẹo, túm tóc rộng đầu, hắn côm cốp xuống nền xi măng. Ọt, ọt, ọt. Từ lòng hố xí bất ngờ thoát ra một tiếng kêu như tiếng la, nức vui mừng của người bị hóc xương lâu ngày. Bất ngờ nuốt được cái xương khỏi cổ họng, như có phép lạ. Cái vũng phân giòi nóng bỏng trôi tuồn tuột xuống miệng hố, chỉ một chốc đã trơ nền xi măng. Tất cả những người chứng kiến không nén được vui mừng, nhảy hết cả lên reo to. Thông rồi, thông rồi. Nếu trên người lượm không bê bết phân giòi, chắc họ đã ùa tới và công kênh nó lên vai. Không nói công rằng, lượm lại sục sang cái cầu tiêu thứ hai. Móc thông tiếp. Những thứ nó móc lên, đã chất thành một thùng đầy có ngọn. Thông xong cái cầu tiêu thứ hai, lượm chụp lấy quai thùng, xách bằng hai tay, với nét mặt hằm hằm chạy thẳng một mạch ra khỏi cửa Batimang. Những người đứng chen chúc trước cửa vội vàng giạt ra cả hai bên. Lượm lao xuống mấy bậc tam cốc, lặc lè chạy ra cái hố lớn ở góc cuối sân lao, đổ u cái thùng xuống đó. Các bạn trong đội ùa chạy theo sau lượm, rời khỏi cái hố mới chục bước chân. Lượm ngồi phịch xuống đất kiệt sức, thối bặm môi bặm miệng, nhổ từng túm cỏ lớn, vẩy lại làm rẻ lau, lau phân và giỏi bê bết trên hai cánh tay, trên lưng, trên cổ lượm. Nó vừa phủi những con giỏi lông lá bò trên tóc lượm xuống đất, vừa khóc lanh ngạnh. Và các bạn, đứa ống bơ, đứa vỏ đồ hộp, chạy ra hố nước múc nước, chạy vào dội té tát lên người lượm. Tụi bay múc nước vô cọ sạch nền xi măng, sửa soạn lại chỗ ngủ cho cả đội tối nay. Lượm kịp nói đến đó đã cúi gập người nôn tốc nôn tháo, mặt nó tái mét, nôn đến mật xanh mật vàng. Nó vừa khạc nhổ, vừa nói với giọng giận dữ. Từ giờ trở đi, bất kể ai, kể cả con nít, cả người lớn, đi ỉa mà còn tọng giấy, rẻ, xuống lỗ, tụi ta phải xuống lại, dị đầu xuống, bắt phải moi lên ngay. Không moi thì cứ đập cho bể óc. Sáng hôm sau, đó là ngày mà bọn lính ngục bắt tụi tù con nít phải dọn cầu tiêu của hai dãy Batimang 1 và 2. Cầu tiêu ở Batimang 2 cũng bị tắc như bên Batimang 1. Hầu hết tù người lớn đi làm cỏ vê. Trên sân lao lúc này chỉ còn lại bọn tù con nít và mấy người già yếu. Lượm và các bạn trong đội đang ngồi trên thành bể xi măng giữa sân lao. Lượm kể chuyện cái đêm cùng với Tư Giác đi giải truyền đơn, phối hợp với các anh lớn đánh đồn hộ thành. Nghe Lượm kể chuyện, nhưng mắt đứa nào cũng ngơ ngác nhìn về phía cửa Batimang 2, nơi tụi băng lép sẹo đang tụ tập. Chúng biết thế nào bọn lép sẹo cũng sắp sửa kéo đến gây sự, bắt chúng phải dọn cầu tiêu thay cho chúng như mọi vận. Không biết anh Lượm có dám đứng ra đối địch với tụi hắn không? Nhiều đứa nghĩ vậy. Tụi chúng đều công nhận Lượm gan liều, cứng cổ, nhưng chúng vẫn cảm thấy tụi băng lép sẹo đông hơn, mạnh hơn, liều mạng hơn. Đặc biệt trong người đứa nào cũng dắt dao, cảm giác lo sợ, phấp phỏng trong lòng chúng mỗi lúc một tăng. Hôm qua đứa nào cũng nói hăng, nhưng lúc này sắp sửa vào trận, nhiều đứa run sợ, muốn tháo lui, không khéo tụi hắn đâm mình chết mất. Có đứa nghĩ vậy và tự nhiên tái mặt. Lượm cũng biết vậy nên cố tìm cách làm cho cả đội vững tâm bằng cách kể chuyện và làm bộ như không coi tụi lép sẹo ra mùi mẹ gì. Nó nghiến răng tự nhủ, dù có bị tụi hắn túm vào đâm gục cũng phải đương đầu, chống cự đến cùng. Mình mà tỏ ra hoảng sợ, đội sẽ tan ngay. Và nếu muốn sống, mình cũng đến nước phải đi đấm bóp gãy ghẻ cho tụi ba re móc túi đó ngủ. Tề tề, tụi hắn kéo đến tề. Nhiều tiếng thì thào hoảng sợ cắt ngang câu chuyện của Lượm. Lượm ngoảnh lại, nhìn mấy đứa vừa thì thào, thấy mặt chúng đều tái nhợt, cặp mắt nó lóe ánh giận dữ, nói giết qua kẽ răng. Tụi hắn là cọp hay beo mà ngó bộ các cậu muốn đái ra quần rứa. Từ cửa Batimang 2, cả băng lép sẹo 12 đứa đang rùng rùng kéo đến. Lép sẹo đi trước, tụi đàn em bám sát gót hắn, cả bọn vẻ mặt thằng nào cũng hùng hùng hổ hổ. Rõ ràng cái băng trộm cắp này kéo đến với ý định đánh nhau. Trước lúc kéo đến, lép sẹo nói với bọn đàn em, bữa ni mà anh em mình không đập chết tụi hắn thì anh em mình sẽ đến nước phải đi làm đầy tớ cho tụi hắn. Trước nhất là tất cả phải nhào vô làm thịt thằng móc cứt.
hắn là tên tử thù của anh em mình đó. Chao, mặt mũi đứa mô coi cũng gớm ghiếc chẳng khác chi mấy cây nùi rác mình móc dưới hố cầu tiêu. Lượm nhau mắt nhìn chúng nghĩ vậy và quay lại nói với các bạn, khi nào nghe tao hô một tiếng là phải xông hết vô nghe. Lép Sẹo cũng vẫn giống như hôm Lượm đập lộn với hắn, áo bạc ti răng lem luốc rộng thùng thình phanh ngực, khoe cái đầu lâu và hai cái xương chéo xăm trên ngực, quần đùi rắn đến bẹn chìa ra trên cặp quần chéo ngang rốn cai cắn dao găm. Cái miệng hắn rộng ngoác, cặp môi dày ngậm lắt lẻo một điếu thuốc cuốn bằng giấy báo. Khuôn mặt hắn vẫn chưa tan hết dấu vết trận đòn hôm trước, hai má và môi trên bị dập thâm tím, hai ba cục u đỏ bầm trên trán, nên trông càng thêm vẻ du côn anh chị. Bọn đàn em đứa nào cũng một tay đút vào bên trong bụng áo. Lanh đứng đằng sau Lượm nói giọng run run, anh chú ý, tay đứa mô cũng nắm cán dao giấu trong áo. Nghe vậy, dù cố hết sức mà Lượm vẫn thấy lạnh dọc xương sống. Tao chấp. Lượm gằn giọng trả lời Lanh, không quay mặt lại. Tự nhiên nó thấy tức tối với chính nỗi sợ hãi của mình. Thúi níu nhẹ vạt áo Lượm, nói gần như thì thầm, hay anh để tôi la tiếp cứu cho bọn lính ngục chạy vô. Không cần, Lượm lắc đầu. Tụi hắn tưởng anh em mình sợ lại càng làm giả. Một cơn gió lốc thổi xoáy làm tung bụi cát trên sân lao mờ mịt. Tụi băng Lép Sẹo đứng lại, nhiều đứa đưa tay lên dụi mắt. Một ý nghĩ lóe sáng trong óc Lượm, nó nói, mỗi đứa bốc hai tay hai nắm cát, hễ tụi hắn rút dao là ném cát vô mặt luôn. Xông vô giật lấy dao rồi đập cho tụi hắn không kịp trở tay. Ngạnh nhét cái đinh 20 phân đã được mài nhọn hoắt vào bàn tay Lượm, nói, anh cầm cái đinh đi, để tôi dành tay cầm cát. Không cần. Tay không, tao chấp tụi hắn. Vẻ mặt và giọng nói cứng cỏi của Lượm tự nhiên làm các bạn trở lại vững tâm. Những ngày chiến đấu ở mặt trận Huế đã dạy cho nó một điều quan trọng. Trong giây phút hiểm nguy của trận đánh, một tiếng cười ngạo của người chỉ huy nhiều lúc làm cho đơn vị đủ sức chuyển bại thành thắng. Khi chỉ còn cách bọn Lượm chừng vài bước, Lép Sẹo bỗng dừng lại. Lượm rẽ các bạn bước lên trước, hất hàm hỏi cả bọn, tụi bay muốn chi? Lép Sẹo tránh không nhìn Lượm, nó nói với bọn trẻ đứng sau lưng Lượm, giọng hách dịch ra lệnh, tụi bay đi vô party mang hai dọn cứt ngay. Sáng đi phải dọn cứt tụi bay không nhớ à? Đứa mô bỏ việc thì chớ có trách đại ca Lép Sẹo. Mẹ đập hơi nặng tay đó. Hắn giả giọng các mẹ, rồi giả giọng Tây, sai khiến tù làm cỏ vê. A Lê, mau lên. Việt Minh, mau lên. Bọn đàn em hắn cười lên hi hi, khiêu gợi. Lượm nghiêm mặt nói, tụi bay vô mà dọn lấy. Sai ai? Phần của tụi tao bên KT mang một. Tụi tao đã dọn rồi, bên nớ là phần của tụi bay. Lép Sẹo chít miệng nhổ cái tàn thuốc, hai mắt uột đỏ kè. Gằn mặt hỏi, mi là cha của tụi hắn à? Là anh em cùng một đội. Đội chi? Đội thiếu niên chiến đấu, lao thừa phủ. Lượm trả lời liền một cái tên vụt thoáng qua óc nó, và tự nhiên chính nó cũng cảm thấy vững tâm hơn với cái tên đội đặt ra một cách bất ngờ đó. Lượm nói tiếp, giọng đàng hoàng rành rọt, từ giờ trở đi, tụi bay cần gì cứ nói thẳng với tao. Tụi bay muốn chơi dao, tụi tao chơi dao. Chơi tay không, tụi tao chơi tay không. Muốn hỏa thuận, tụi tao hỏa thuận. Về quốc đoàn với du kích tụi tao, tụi Tây, mật thám, bảo vệ quân, an ninh, súng đạn đầy mình, tụi tao còn không ngán. Ngán chi cái đồ, ba con dao Z của tụi bay. Đại ca còn chờ chi nữa, đập chết cha hắn đi. Tụi đàn em Lép Sẹo hùng hổ, thét lác. Lượm trừng mắt, tao thách đó, thằng mô muốn chết thì cứ vô đây. Tụi bay đã thấy, tao đập lộn như răng rồi đó. Cả băng Lép Sẹo gầm ghè, sắp sửa rút dao. Các bạn của Lượm cũng sẵn sàng ném cát. Mấy năm sau, khi Trần Lượm đã trở thành một tiểu đội trưởng trinh sát nổi danh gan dạ của trung đoàn, mỗi lần vui chuyện anh kể với các bạn trong tiểu đội những chuyện ngày ở trong lao thừa phủ, đến đoạn này giọng anh vẫn còn nghẹn lại vì hồi hộp. Anh nói, nếu hôm đó xảy ra đánh nhau giữa hai toán thì đổ máu là cái chắc, và mình có thể bị đâm chết với mấy con dao Z của tụi ăn cắp móc túi. Con nít đầu chưa sạch cứt trâu mà tụi nó dữ tợn như beo. Nhưng lúc đó tiếng anh tù điên bỗng la ó ở phía cuối dãy, ca sô âm phủ. Ông một điếu, ông một điếu. Thằng mô yếu chạy cho mau. Thằng mô đau cứ đứng lại, đứng lại. Cả hai toán con nít đều rùng mình, quay hết nhìn ra phía cổng lao. Lép Sẹo nhanh tay khép vội hai tà áo lại, giấu cái đầu lâu xương chéo xăm trên ngực
và con dao dắt trước bụng. Thường lệ cứ vài ba buổi sáng, một điếu lại đi vào lao, xảo một vòng quanh các bati măng, các dãy ca sô, xả lim xem xét kiểm tra. Một điếu đã hiện ra ở đầu sân lao. Hắn diện bộ soát kaki vàng quen thuộc, cầu vai lấp lánh, cái vạch lon quan một, đội mũ ca lô, miệng ngậm cái ống điếu tổ bố bốc khói, tay ngúc ngoác roi cạc bò như con rắn đen, bên hông đeo sẹ khẩu súng lục. Cẳng tay cẳng chân hắn dài như tay chân vượn, tua tua lông lá. Chỉ nhìn thấy bóng dáng tên chúa ngục có máu điên này, tù lao thừa phủ, kể cả người gan lì nhất cũng phải nổi da gà. Điều đáng sợ và nguy hiểm nhất của hắn là hắn đánh tù, bắn tù một cách hết sức bất ngờ. Vẻ mặt hắn cứ lạnh băng như mặt nạ, nên không sao biết được mà đề phòng. Một điếu đi vào ba tim măng hai, mấy phút hắn đã đi ra, đứng trên bậc thềm. Một tay chống lên, bao súng lục, tay cầm cây roi ra, ngoắc ngoắc, hai toán tù con đít, đang gầm ghè, sửa soạn đánh nhau. Viên y sĩ! Lại đây, lại đây! Một điếu, không biết tiếng Việt. Hắn chỉ cho trẻ được vài ba tiếng, nhưng hắn không cần thông ngôn. Đối với tù, hắn không biết tiếng nào hết. Hắn thay bằng roi cạc bò và đôi khi bằng đạn khẩu súng lục, đeo sẹo bên hông. Nhìn cây roi một điếu múc ngoác như con rắn đen từ xa, tất cả bọn trẻ đều run rẩy, đứng như chôn chân xuống đất, mặt chúng cắt không còn giọt máu. Bé con, Vinici, lại đây. Giọng một điếu gằn lại, gắt hơn. Nhìn bản mặt cô hồn của tên chúa ngục, nhớ đến trận roi cặc bò hôm đầu tiên dưới hiên mưa, lườm trong bụng cũng run lên không khác gì các bạn. Nó lại đang trong tình thế mắc kẹt giữa hai đối thủ đều đáng sợ, một điếu và tụi băng lép sẹo. Nếu chần chừ, nó phải nhận đòn cả hai. Kinh nghiệm chiến sĩ và bản chất cứng cổ đã dẫn dắt nó hành động, đối phó. Phải liều mạng xông thẳng tới, đối mặt với hiểm nguy, rồi tùy cơ tìm cách tự cứu mình. Bây giờ mà bỏ chạy là chết. Lượm nói to với các bạn, cốt để cho tụi băng lép sẹo nghe. Hắn đã gọi thì phải đến. Không đến hoặc bỏ chạy, hắn mà nổi điên thì rồi đời đó nghe. Các cậu cứ theo tớ, có việc chi tớ chịu trước. Lượm chạy trước, các bạn líu díu chạy theo sát sau lưng. Bọn lép sẹo thấy vậy hoang mang cũng hấp tấp chạy theo, cách bọn lượm một quãng. Lượm đứng lại trước mặt một điếu, ước tính khoảng cách khỏi tầm roi. Nó nói với tên chúa ngục bằng tiếng Pháp, cố để giọng khỏi run. Thưa ông quan hai, nó tăng thêm cho hắn một lon để lấy lòng. Chúng tôi có mặt. Ánh mắt vàng như mắt rắn của một điếu thoáng vẻ ngạc nhiên. Mày biết tiếng Pháp à? Thưa ông quan hai, tôi nói được, chưa đúng mẹo lắm. Mày là Việt Minh, tôi là học sinh trường Nice. Còn bọn kia, một điếu khoát cây roi, chỉ các bạn đứng sát sau lưng lượm. Thưa ông quan hai, toàn trẻ con nhà nghèo, chúng không được đi học, chúng phải đi chăn trâu, bán báo, đánh giày để tự nuôi sống. Tại sao chúng bị bắt? Tại chúng đi qua các trạm kiểm soát mà không có giấy thông hành, lượm trả lời bừa. Bọn băng lép sẹo đứng cách đó chừng 10 bước, chúng kinh ngạc khiếp đảm nhìn lượm đối đáp với một điếu bằng tiếng Tây lầu lầu. Chết cha rồi, chúng sợ đến muốn tắt thở, nghĩ bụng. Thằng móc cứt, nó biết tiếng Tây, chắc hắn đang xui một điếu đập chết tụi mình. Một điếu đưa cây roi qua vai chỉ vào ba ti măng. Tại sao chúng mày không dọn các cầu tiêu? Hắn vừa hỏi vừa bước xuống các bậc tam cấp. Lũ lười biếng. Hắn bất thần quát to và vung cây roi lên. Biết hắn sắp đánh nhưng lượm cố hết sức, không rụt cổ, né người tránh đòn. Nó liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt tên chúa ngục, nói rành giọt, với thứ tiếng Pháp khá đúng mẹo. Thưa ông quan hai, chúng tôi không phải là những đứa trẻ lười biếng. Chúng tôi biết rõ bổn phận của chúng tôi. Toán chúng tôi, lượm đưa tay chỉ các bạn, có nhiệm vụ dọn vệ sinh ở Batimang 1. Chúng tôi đã làm xong. Mời ông sang kiểm tra. Dọn vệ sinh ở Batimang 2 là nhiệm vụ của bọn kia. Lượm chỉ vào cả băng lép sẹo. Thái độ chững chạc và câu trả lời bằng tiếng Pháp đúng mẹo của lượm làm cho một điếu tự nhiên hạ cây roi xuống. Hắn chỉ roi vào mặt tụi lép sẹo nói. Những tên dơ bẩn kia, tại sao chúng bị bắt? Bọn chúng là Việt Minh à? Thưa ông quan hai, không phải. Chúng bị bắt vì tội trộm cắp. Bọn trộm cắp à? Một điếu chiếu cặp mắt sâu hoắm vàng như mắt rắn vào tụi lép sẹo. Móc móc đầu roi gọi. Lại đây, lại đây. Và một tay hắn mở bao súng lục. Bọn lép sẹo rú lên khiếp đảm. Nhiều đứa òa sắp khóc, chắp tay vái lấy vái để. Một điếu, con lạy ông, con lạy ông. Một số đứa nhấp nhổm định bỏ chạy. Lép sẹo cũng định bỏ chạy.
nhìn vẻ sợ hãi đến cùng cực của bọn trẻ. Rách rưới, khốn khổ. Nỗi giận dữ trong lòng Lượm bỗng tiêu tan. Nó cảm thấy thương hại chúng. Nó nói với cả bọn, giọng như ra lệnh. Đừng chạy. Chạy hắn bắn chết cha bay ngay. Bước lại đây, rồi tao xin hắn cho. Nó bước sang, nói với một điếu. Thưa ông quan hai, xin ông tha tội cho chúng lần này. Tôi sẽ bảo với chúng nó dọn sạch cầu tiêu trong vòng nửa giờ. Nửa giờ sau, nếu bọn bẩn thỉu ấy không dọn sạch, mày hãy báo cho tao biết. Một điếu nói với Lượm và đốt súng vào bao. Hắn ngung ngoác cây roi đi sang kiểm tra ba tim măng một. Lượm bước đến, đứng trước mặt, lép sẹo, nói giọng nghiêm khắc. Tao đã xin hắn cho tụi bay rồi đó, kéo nhau về mà dọn ngay cầu tiêu đi. Trong nửa giờ phải dọn sạch. Vứt hết dao đi, đồ ngu. Tao mà nói với hắn, trong người tụi bay, đứa mô cũng dắt dao để rình giết hắn, thì tất cả tụi bay ăn đạn suốt lượt. Bị Lượm mắng nhiếc, nhưng cả bọn không đứa nào dám hó hé. Chúng cúi mặt xuống đất, giường lép sẹo, chân chân nhìn Lượm với ánh mắt căm hờn. Từ ngày vào tù đến nay, chưa một ai, kể cả người lớn, dám mắng nhiếc hắn như Lượm, mà mắng nhiếc ngay trước mặt bọn đàn em hắn. Trừ thì tụi đàn em còn coi đại ca lép sẹo này ra cái cứt chi nữa. Hắn nghĩ vậy, vừa cay, vừa nhục nhã. Nhưng bây giờ hắn lại không dám làm gì Lượm. Hắn nghĩ, thằng móc cứt, nó biết tiếng Tây. Hắn chỉ cần xì lô với một điếu vài tiếng là mình đã phải ăn đạn rồi. Tổ cha hắn, lép sẹo gầm lên trong bụng. Một ý nghĩ liều lĩnh thoáng vụt qua trong óc hắn. Mình phải đâm cho hắn một nhát dao vô giữa ngực, rồi tự đâm chết mình luôn. Sống mà phải chịu nhục như ri, thì sống làm chi? Một điếu ra, một điếu ra. Tiếng một đứa trong bọn hắn run rẩy kêu lên. Lép sẹo ngoảnh lại, thấy tên chúa ngục từ trong cửa ba ti măng một bước ra và đang nhìn về phía tụi hắn. Lượm nói, kéo nhau vô mà dọn cứt ngay, không chết cả tụi bây giờ. Để tôi ra lấy cái thùng đựng cứt hí. Một thằng cuống quýt nói, để tụi tôi dọn cho, đại ca không phải dọn. Một thằng giọng run xe. Bóng dáng lông lá của tên hung thần chúa ngục với khẩu súng bên hông, cây roi cặc bò ngúc ngoắc trong tay, lập tức làm cho ý định liều lĩnh trong đầu lép sẹo tiêu tan. Tổ cha bay. Lép sẹo bất thần chút cơn giận dữ lên đầu bọn đàn em. Hắn nghiến răng quọng mặt chửi, đi vô dọn cứt hết, thằng mô cũng phải dọn. Và chính hắn chạy vô ba tim mang trước, tụi đàn em líu díu chạy theo. Lép sẹo đứng sững lại trước dãy cầu tiêu ngập ngụa phân giỏi mà từ trước đến nay hắn chỉ đứng từ xa để sai khiến tụi ngoài kia hốt dọn. Và bây giờ tự nhiên xuất hiện một thằng chó chết ở đâu, nhỏ con, ốm yếu thua xa hắn, dám đập lại hắn, dám mắng nhiếc hắn, đồ ngu, lại còn buộc hắn tự tay phải hốt cứt. Hắn nghĩ vậy, và cái miệng rộng hoác đầy quyền uy, quen sai khiến của hắn tự nhiên méo sạch như mếu. Một giọt nước mắt đặc quánh như dầu lăn trên gò má lem luốc của hắn. Có thể gọi tên giọt nước mắt trên má tên anh chị vị thành niên này là thù hận nhục nhã. Buổi đọc sách của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.